chị nghĩ trong đầu của chị nghĩ là cô sẽ khác cơ. Cô sẽ là một người không như chị hình dung ra, là khi chị đi 200 cây số mà về đến Đông Anh này, về nhà cô được ăn cơm ở nhà cô, rồi được ngủ cùng với cô, được chia sẻ, được nói chuyện với cô, thì chị nghĩ là cô là một con người khác hoàn toàn với cái suy nghĩ của chị. Chị tên là chị Nguyễn Thị Diệu, chị đến từ huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Cách đây khoảng độ 8 tháng thì cũng là vô tình thôi, chị vào Facebook và biết được đến cô ở trên YouTube. Thì chị thời điểm đấy thì chị chia sẻ với em là cái thời điểm đấy thì cái thân hình của chị thì nó là 65 kg. Sau khi mà biết đến cô anh thì chị cũng vào cái chuỗi 30 ngày dành cho người mới bắt đầu của bộ môn aerobic của cô anh hướng dẫn từ đầu. Thì chị cũng vào tập theo cô ở trên YouTube là hết cái chuỗi 30 ngày dành cho người mới bắt đầu. Khi mà tập xong thì chị lại vô tình biết rằng là cô có cái lớp online ở trên biết lớp Zoom online hàng ngày, cô dạy vào 2K vào buổi sáng và buổi chiều. Thì chị cũng mạnh dạn là đăng ký vào học để cho cô chỉnh sửa động tác, rồi là cô hướng dẫn những cái kỹ thuật từ đơn giản cho đến bây giờ là thời điểm là chị vào học cô là được 8 tháng, đến thời điểm này là được 8 tháng rồi. Thì từ 8 tháng mà chị tập theo những cái bài của cô và những cái động tác cô chỉnh sửa, và chị cũng ăn uống theo cái cách cô chia sẻ, thì đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại, từ lúc chị đăng ký 8 tháng đến bây giờ là chị đã giảm từ 65 cân mà bây giờ chị xuống còn 53 kg. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Lý do là mà chị mình lại đăng ký vào khóa huấn luyện viên này nữa. Chị cũng chia sẻ là thật sự là chị khi mà mới bắt đầu vào học với cô anh thì chị rất là đam mê cái bộ môn này. Chị thích, thứ nhất là chị vào học cái môn này chị cảm thấy là cái cơ thể của chị nó nhẹ nhàng, mà chị cảm thấy nó tươi trẻ, cơ thể nó thoải mái lắm. Cho nên là chị quyết định là theo cái khóa học này của cô anh để được cô chỉnh sửa, cũng như là chị muốn lan tỏa cái niềm đam mê, lan tỏa cái niềm đam mê cái bộ môn aerobic này đến tất cả chị em trên cả nước. Và cũng như bản thân chị là, chị chia sẻ cũng như bản thân chị là cũng không hẳn là mình được cái thân hình như thế này thì mình sẽ là một cái động lực để cho tất cả chị em trong cả nước là mình cố gắng kiên trì và học hỏi. Cái thứ hai nữa là chị rất là quý cô anh ở cái chỗ là cô chỉ bảo và cô dạy là rất là nhiệt tình. Từ những cái kỹ thuật cơ bản cho đến những cái kỹ thuật, và những mới đầu chị vào cái bộ môn aerobic này chị cũng như tờ giấy trắng thôi, không biết một cái gì cả. Chị mạnh dạn và cũng vào lớp Zoom hàng ngày của cô, rồi cũng vào cái khóa cô chỉnh sửa kỹ thuật. Cho nên là đến bây giờ là cũng không phải là tự hào, nhưng mà chị cũng không phải là nói để mà mình khoe khoang, nhưng mà cũng là chị rất tự hào với bản thân mình. Được như ngày hôm nay thì chị cũng thật sự là cảm ơn cô anh rất nhiều. Thì sau khi mà mình đã gặp đến cô anh, đã được, bình thường là các chị học online, ngày hôm nay gặp trực tiếp cô anh thì chị có cảm nhận gì về cô anh không ạ? Chị thì chị chia sẻ như thế này, hàng ngày học cô anh thì buổi sáng và buổi chiều được tiếp xúc với cô thì chị nghĩ, trong đầu của chị nghĩ là cô sẽ khác cơ. Cô sẽ là một người không như chị hình dung ra, là khi chị đi 200 cây số mà về đến Đông Anh này, về nhà cô được ăn cơm ở nhà cô, rồi được ngủ cùng với cô, được chia sẻ, được nói chuyện với cô, thì chị nghĩ là cô là một con người khác hoàn toàn với cái suy nghĩ của chị ở trong lớp Zoom. Nó khác hoàn toàn. Chị thấy cô là con người rất là đơn giản và rất là thân thiện với chị em. Cho nên là chị cũng cảm ơn tất cả các chị em đi tất cả ở mọi miền đất nước để về đây, để hội tụ về đây để học hỏi cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm cùng nhau ở cái bộ môn aerobic này, để tất cả chị em trong cả nước, là có những chị từ ở Bình Dương rồi ở Đồng Nai, các chị cũng từ rất xa xôi, còn xa hơn chị. Chị thì chỉ có 200 cây số thôi, nhưng các chị là rất là xa xôi bay về đây để hụ tội như kiểu về một cái ngôi nhà chung. Các chị cũng rất là thân thiện, cùng chung một niềm đam mê là yêu thích bộ môn aerobic. Thì chị nghĩ là cô anh là một người rất là giản dị và cô rất là gần gũi. Chị được như ngày hôm nay thì chị cũng có lời là cảm ơn cô. Trước hết là cảm ơn cô đã tận tình chỉ bảo và cũng như là hướng dẫn chị để chị được hoàn thiện bản thân hơn ngày hôm nay.
Chị cũng mong là sau khi nhận được cái bằng của cô trao rồi thì chị sẽ muốn là lan tỏa cái bộ môn aerobic này về với xóm làng, với dân bản của chị ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.